Hello anh em, video này dành cho những anh em nào đang quan tâm tham khảo đến thị trường Hà Nội. Thì có một câu hỏi đặt ra là Hà Nội đã đu đỉnh chưa? Bất động sản Hà Nội đã đu đỉnh chưa? Khi mà cái đơn giá chúng ta đều nhìn thấy là rất là cao rồi. Bây giờ ở đâu đâu cũng phải tầm đơn giá là gì? 100 triệu, 200, 300 triệu, 500 triệu mét vuông. Thế thì để trả lời được câu đó ấy, thì các bạn sẽ nhìn vào một vài những cái địa điểm, một vài những cái chi tiết thực tế, một vài những cái ngay bản thân các bạn sẽ nghiên cứu, cũng sẽ hỏi. Đấy, thì đây là cái video mang tính chất cá nhân, chia sẻ đến các bạn để các bạn tham khảo. Nó có thể đúng, nó có thể sai. Nó đúng sai hay không, nó liên quan đến phù hợp với các bạn hay không, các bạn ứng dụng nó như thế nào thôi. Nghe nó để làm manh mối, nghe nó để làm cái tham khảo. Còn lại nếu mà các bạn muốn mình tư vấn riêng thì các bạn đăng ký dịch vụ tư vấn riêng, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn. Tất nhiên mình có công thì các bạn phải trả của, đúng không? Còn quay trở lại câu chuyện là Hà Nội đã đu đỉnh chưa, thì với góc nhìn của mình thì Hà Nội đang ở giá rất cao. Bây giờ chúng ta cần cùng điểm đến ba cái vì sao mà nó lại cao. Các bạn nhìn thấy giá chung cư cũng rất là cao, xấp xỉ ngang với Sài Gòn, thậm chí là cao hơn, có những chỗ cao hơn Sài Gòn. Mà ở đây thì chung cư dòng tiền ở ngoài Bắc thì cho thuê lúc nào cũng là kém hơn ở Sài Gòn, đúng không ạ? Thực ra cái dòng nào cũng kém hơn thôi, nhưng riêng cái đấy nó là một nhược điểm rồi. Cửa hậu chúng ta đã gần như là bị phế rồi, được chưa ạ? Nó chỉ phụ thuộc vào mỗi là giá vốn, thì đấy nó là chung cư. Hàng thứ cấp thì chúng ta nhìn cũng thấy cao, bởi vì ăn theo cái ông dự án mới, dự án lớn, được chưa ạ? Đấy, chúng ta đầu tiên nhìn thấy chung cư cũng giá cao nhé. Chúng ta thấy gì ạ? Nội đô của Hà Nội cũng cao, đang thiết lập một mặt bằng giá mới tăng rất nhanh, được chưa? Bởi vì sao? Cũng chung cư tăng lên như thế thì nhà nội đô nó cũng sẽ tăng, mặc dù là có rất nhiều nhược điểm, ví dụ như cháy chung cư mini, ví dụ những điều kiện phòng cháy chữa cháy đối với những cái người mà làm dòng tiền cho thuê, đúng không ạ? Nhưng giá vẫn cứ tăng lên, mà tăng lên rất nhanh. Từ tháng 3 đến tháng 6, tháng 7, mặt bằng giá nội đô nó tăng khoảng tầm 20-30%. Đấy, thế là rất tăng các bạn, rất tăng. Nên là cái gì? Giá nó cũng chẳng còn rẻ. Ở cái dạng thứ hai là dạng kinh doanh sử dụng luôn, đấy, hàng nội đô. Dạng thứ ba nữa chúng ta phải nhìn đến là những cái dạng dự án, những cái biệt thự liền kề, shop house liền kề, những cái dự án lớn của Hà Nội. Các bạn nhìn mà xem, bây giờ giá cũng là 300 triệu, 500 triệu một mét vuông. Thậm chí có những căn cái tổng suất đầu tư lên tới 200-300 tỷ một căn, 200-300 tỷ một căn. Vậy thì từ cái yếu tố đó chúng ta sẽ nhìn ra là gì? Hà Nội chưa biết đỉnh hay không, nhưng chắc chắn nó đang ở cái top giá rất cao, và rủi ro nó đang rất lớn. Các bạn có thể quy tụ rồi, quy chụp nó là gì, là bong bóng là này kia cũng được, không sao cả. Nhưng hiện nay nó đang là giá cao. Vì sao mình lại nói cái video này ấy? Nói cái video này để đâu đó để chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể hình dung ra, chúng ta có thể gì ạ? Đưa thêm một cái giải pháp nào khi chúng ta đi đầu tư để chúng ta hiệu quả hơn. Biết đâu được ngày mai ra sao? Bởi vì chúng ta bây giờ bỏ tiền ra, đều bỏ tiền vài chục tỷ đến vài trăm tỷ ra để mua một cái nhà, một cái mảnh đất ở Hà Nội, thì nó giá cao, chúng ta phải cảnh giác. Còn các bạn muốn biết thực tế hay không, đúng không? Điều thực tế đầu tiên là cái đơn giá các bạn cảm nhận rồi. Cái điều thực tế thứ hai đó chính là tâm lý của các bạn. Tâm lý của các bạn bây giờ, có những rất nhiều người đăng ký dịch vụ tư vấn của mình. Khi mình tư vấn họ thì họ bảo là: thầy ơi, em xem cái chỗ này nó giá cao quá. Tất cả những người tư vấn mình đều thấy có một chung một cái điểm như vậy. Ví dụ giá 220, 250, 270, thậm chí có những chỗ 300. Và chung quy lại họ đều bảo giá cao quá, nghe hơi run. Thì đó chính là một cái cảnh báo cho các bạn biết rằng là gì? Ai cũng cảm nhận là thấy là giá cao, ai cũng biết đấy là giá gì ạ? Giá, mà khi mà giá cao thì người ta sẽ gì? Sẵn sàng bất kỳ lúc nào người ta sẽ chạy các bạn. Bất kỳ lúc nào người ta cũng sẽ thể có thể là người ta bỏ cuộc. Đúng không ạ? Bán tháo. Làm sao chúng ta biết được ngày mai ra sao? Được chưa ạ? Mà bây giờ chúng ta nhìn thấy là đa phần đều là cuộc chơi của những chủ đầu tư lớn. Cuộc chơi của dự án là một chiều, ta thích phát giá nào thì phát giá. Và các dự án xung quanh là kéo theo. Và nó qua thời gian sóng, các bạn nhìn từ đầu năm đến bây giờ là 8 tháng. Nó đã ngon rồi, đúng không ạ? Thì nó vẫn phải nói thật với nhau là nó là vùng cao. Tất nhiên là mình nhìn là thị trường nó vẫn còn nhiều điểm ngon. Nhưng nếu trong một quãng thời gian ngắn quá thì khi chúng ta đầu tư chúng ta cũng phải cảnh giác. Và chúng ta đưa vào đấy là một rủi ro để chúng ta phòng trừ, chúng ta hạn chế, và chúng ta có những cái giải pháp khắc phục. Ví dụ như là thời gian, ví dụ như là cắt lỗ, ví dụ như là gia tăng giá trị, ví dụ như là đang tính vay nhưng vay ít đi thôi. Đấy là cái để là giải pháp thực, giải pháp mà cần thiết,
giải pháp mà chúng ta khi bỏ tiền chúng ta phải tính toán nhá. Đấy thì Hà Nội là một cái vùng đỉnh, một cái giá chưa nói đến là đỉnh, nhưng mà nó đang là một cái nơi giá top rất là cao, mà nó chỉ có phụ thuộc vào giá vốn thôi. Nó chưa có cái về dòng tiền cho thuê kinh doanh là gần như là không thể bằng những nơi khác. Đấy, gần như là không thể bằng phía Nam được. Nên chúng ta đi đầu tư chúng ta cũng phải cảnh giác điều đó nhé. Thì đây là cái video để cho các bạn hiểu, các bạn tham khảo, là một manh mối để các bạn biết thôi. Còn nếu mà các bạn muốn mình hỗ trợ riêng cho các bạn, ví dụ như chỗ nào cao rồi mình không nên mua, chỗ nào thấp mình còn có thể mua, mua lý do vì sao, hay là các bạn đang cầm hàng thì các bạn làm như thế nào, các bạn chưa cầm hàng thì các bạn sẽ như thế nào, nếu bạn cầm hàng được vị giá tốt, lợi nhuận cao rồi thì các bạn sẽ như thế nào, thì đấy chúng ta sẽ gặp nhau ở cái việc là tư vấn riêng. Còn đây mình chỉ nói là một cái tổng quan chung của thị trường Hà Nội nhé. Nói mình nhấn mạnh là thị trường Hà Nội hoặc ven Hà Nội hoặc những cái điểm nóng xung quanh ở Hà Nội thời gian vừa qua mà thôi nhé. Chúc các bạn đầu tư sẽ thành công, chúc các bạn đầu tư sẽ an toàn. Đặc biệt đầu tư là phải an nhàn thư thái, để làm sao để cái cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn, để cái cuộc sống của mình nó sẽ hạnh phúc hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.